Những dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể mắc ung thư, cha mẹ đưa con đi khám ngay kẻo muộn. Ung thư trẻ em được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Số lượng các trường hợp được chẩn đoán hàng năm đã không giảm trong gần 20 năm qua. Trong năm 2021, ước tính có 15.590 trẻ em và thanh thiếu niên không đến 19 tuổi bị chẩn đoán ung thư ở Mỹ. Trong đó không đến 14 tuổi khoảng 10.500 bị chẩn đoán ung thư và ước tính tử vong 1.190 trẻ vì căn bệnh này. Độ tuổi 15 đến 19 tuổi, khoảng 5.090 trẻ được chẩn đoán và 590 trẻ tử vong vì ung thư. Ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh tật ở trẻ em Mỹ. Ở một số nước thu nhập thấp và trung bình, chỉ 20% trẻ em sẽ sống sót. Hơn 40.000 trẻ em trải qua điều trị ung thư mỗi năm. Ở Việt Nam, chưa có thống kê đầy đủ trên toàn quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư ở trẻ em nói chung không thể được ngăn ngừa hoặc sàng lọc. Cải thiện kết quả cho trẻ em bị ung thư đòi hỏi trần đoán sớm và chính xác, sau đó là điều trị hiệu quả. Hầu hết các bệnh ung thư ở trẻ em có thể được chữa khỏi bằng thuốc chung và các hình thức điều trị khác bao gồm phẫu thuật và xạ trị. Điều trị ung thư trẻ em có thể có hiệu quả chi phí trong tất cả các mức thu nhập. Hầu hết các bệnh ung thư ở trẻ em có thể được chữa khỏi bằng thuốc chung và các hình thức điều trị khác bao gồm phẫu thuật và xạ trị. Điều trị ung thư trẻ em có thể có hiệu quả chi phí trong tất cả các mức thu nhập. Ảnh, tiến sĩ bác sĩ phạm thị việt hương và một bệnh nhi ung thư đang được điều trị những cái chết lẽ ra có thể tránh được trong ung thư trẻ em ở các nước thu nhập thấp bao gồm thiếu chẩn đoán chẩn đoán sai hoặc chẩn đoán chậm trở ngại trong việc chăm sóc theo dõi từ bỏ điều trị tử vong do độc tính và tỷ lệ tái phát cao hơn cần thiết phải có hệ thống dữ liệu ung thư ở trẻ em để thúc đẩy cải tiến liên tục về chất lượng chăm sóc và thúc đẩy các quyết định chính sách Chẩn đoán chính xác là điều cần thiết để điều trị cho trẻ em bị ung thư, vì mỗi bệnh ung thư đòi hỏi một chế độ điều trị cụ thể có thể bao gồm phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, hóa chất liều cao ghép tế bào gốc, tiếp cận chẩn đoán hiệu quả, thuốc thiết yếu, giải phẫu bệnh, các chế phẩm máu, xạ trị, tâm lý xã hội và chăm sóc hỗ trợ là khác nhau và không công bằng trên toàn thế giới. Trẻ em có một trong những dấu hiệu trên trong vài ngày hoặc vài tuần cần phải cho đi khám để phát hiện các triệu chứng của bệnh. Ảnh minh họa, internet Cha mẹ hãy cho trẻ đi khám ngay chuyên khoa ung bướu trẻ em nếu trẻ có các biểu hiện sau. Có khối u hoặc sưng nề bất thường ở ổ bụng, bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Sốt kéo dài không lý giải được. Mệt mỏi, xanh xao, sút cân nhanh. Dễ xuất hiện vết bầm tím, chảy máu không lý giải được. Đau kéo dài không lý giải được, đau đầu kèm nôn. Thay đổi đột ngột khả năng thăng bằng hoặc hành vi, tính tình, khả năng học. Đầu bị sưng nề. Xuất hiện vết sáng trắng ở mắt, bất cứ lúc nào cha mẹ nghi ngờ trẻ em có một trong những dấu hiệu trên trong vài ngày hoặc vài tuần cần phải cho đi khám để phát hiện các triệu chứng của bệnh